axit và các cái dưỡng chất của axit, nhóm carboxin. Nhóm carboxin COH là một trong những nhóm chức mà xuất hiện rộng rãi nhất trong hóa học và hóa sinh. Axit carboxylic và dẫn xuất của nó có chứa các cái nhóm carboxin. Dẫn xuất của axit carboxylic nhất, axit chlorua hay còn gọi là chlorua axit. 2. Anhydride. 3. Ester. 4. Nitrin và amid. Tên gọi của axit carboxylic theo Yubok trong mạch dài nhất có chứa nhóm COH là mạch chính. Dẫn số thứ tự bắt đầu từ nhóm COH là số 1, gọi tên axit alkanoic. Ví dụ CH3COH chúng ta gọi tên là axit methanoic, C2H5COH axit propanoic, và chúng ta có 4 methyl hexanoic. Tên gọi thông thường của axit carboxylic. Nhiều axit carboxylic có tên phổ biến bắt nguồn từ tiếng Latin hoặc là tiếng Hy Lạp, mô tả nguồn gốc của các hợp chất axit được tìm thấy. Ví dụ, axit acetic bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là giấm. Axit butyric bắt nguồn từ bơ. Tên gọi một số axit carboxylic theo thông thường. Axit formic được tìm thấy từ kiến. Axit acetic được phân lập từ giấm. Axit propionic được phân lập từ sữa. Axit butyric được phân lập từ bơ. Axit valeric bắt nguồn từ rễ cây nữ lang. Axit caproic phân lập từ dê. Axit caprylic được phân lập từ dê. Axit pelargonic được phân lập từ một loại cây thảo mộc. Tên gọi của axit dạng vòng. Thêm tiếp vị ngữ carboxylic, ví dụ như axit cyclobenzan carboxylic hoặc là axit cis hybrom cyclohexan carboxylic. Tên gọi của các hợp chất hỗn chức. Ở đây chúng ta có nhóm OH và nhóm COH. Chúng ta gọi tên axit 3-hydroxybutanoic, axit trans 3-benzenoic. Và axit 2-aminobutanoic. Nhận xét chung, trong phân tử axit có một số đặc điểm cấu tạo. Nhóm OH có tên axit mạnh hơn alcohol và caphenol. Nhóm CO có tên nucleophil kéo hơn aldehyde và acetone. Nguyên tử H alpha có tên linh động kém hơn hẳn aldehyde và acetone. Về tên axit, axit carboxylic là các hợp chất có khả năng nhường proton H cộng khi phản ứng với bazơ tạo muối carboxylate. Các axit có 6 nguyên tử carbon trở lên ít tan trong nước, trong khi muối của chúng có thể tan trong nước. Hằng số axit và pKi. Hằng số axit của các hợp chất axit carboxylic vào khoảng 10 mũ trừ 5, pKa trong khoảng bằng 5. Acid carboxylic có tính acid lớn hơn alcohol. pKa của alcohol là khoảng 16 so với 5 của acid carboxylic. So sánh tính acid của ethanol và acid acetic. Trong công thức của ion ethanolat, điện tích âm được tập trung tại một nguyên tử oxy.
Trong khi đó, khi phân ly H cộng để tạo thành carboxylat thì điện tích âm được giải tỏa tại hai nguyên tử oxy của nhóm CO trừ bằng hiệu ứng liên hợp. Do đó chúng ta có thể nói điện tích âm được giải tỏa tại hai nguyên tử oxy làm cho carboxylat có độ bền lớn hơn. Do đó, axit carboxylic có khả năng phân ly proton lớn hơn so với alcohol vì có khả năng tạo thành ion carboxylat có độ bền lớn hơn. Nhìn trên hình vẽ, chúng ta có thể thấy rằng có một số các hợp chất có tính axit lớn hơn so với một số các hợp chất khác khi có một số có nhóm thế. Ví dụ, khi mà có nhóm thế là iốt, brom, clo, fluor thì hợp chất có tính axit lớn hơn so với trường hợp axit acetic. Như vậy, các cái nhóm thế sẽ có ảnh hưởng đến cái tính axit của hợp chất. Chúng ta có nhóm hút electron thì làm tăng tính axit, nhóm đẩy electron thì làm giảm tính axit. Ở đây chúng ta có nhóm clo gây ra hiệu ứng trừ y hút electron nên làm tăng tính axit. Càng nhiều nhóm halogen thì hiệu ứng càng lớn, tính axit càng tăng. Nhóm clo càng cách xa nhóm COH thì hiệu ứng càng giảm, dẫn đến tính axit của nó cũng thay đổi. Ảnh hưởng của nhóm thế đối với axit benzoic. Ở đây chúng ta phân làm hai nhóm. Một nhóm đẩy electron làm giảm tính axit và một nhóm hút electron làm tăng tính axit. Nhóm đẩy electron hay còn gọi là nhóm làm hoạt hóa vòng benzen. Còn nhóm hút electron hay được gọi là nhóm để hoạt hóa của vòng benzen. Nhóm đẩy electron gồm có nhóm OH, OCH3, NH2, amid gây ra hiệu ứng cộng C mạnh. Nhóm CH3 gây ra hiệu ứng cộng Y và H làm giảm tính axit. Nhóm hút electron, ví dụ như halogen gây ra hiệu ứng trừ mi mạnh. NO2, CN, CHO gây ra hiệu ứng trừ C mạnh làm tăng tính axit. Ví dụ nhóm NO2 hút E và nhóm OCH3 đẩy E. Do đó mà chúng ta có thứ tự của tính axit như sau. Tính axit của para nitro benzoic acid lớn hơn benzoic acid và lớn hơn para methoxy benzoic acid. Chúng ta kết luận của tính axit. Tính axit của axit carboxylic mạnh hơn alcohol và phenol. Phản ứng với các kim loại hoạt động, các oxit, các hydroxit của chúng. Ví dụ, phản ứng với alcohol, phản ứng ester hóa. Phản ứng ester hóa là một phản ứng thuận nghịch có sự xúc tác của axit sulfuric đậm đặc. Phản ứng xảy ra thuận lợi đối với methanol lớn hơn alcohol bậc 1, lớn hơn alcohol bậc 2 và lớn hơn alcohol bậc 3. Đối với axit thì axit formic lớn hơn axit acetic và lớn hơn RCH2COH và lớn hơn R2CH COH
lớn hơn R3CCOH. Cái cơ chế phản ứng đầu tiên, oxy của nhóm CO được proton hóa bởi axit. Sau đó, tác nhân electrophil đó là alcohol tấn công vào nguyên tử carbon của nhóm CO. Sau đó, phân tử nước được tách ra. Tiếp theo, phân tử nước lấy proton để tạo ra sản phẩm. Phản ứng ester hóa nổi phân tử, các hợp chất hydroxyacid có thể thực hiện phản ứng ester hóa nổi phân tử để tạo thành các lacton năm cạnh và sáu cạnh bền vững. Ví dụ 4 hydroxy butanoic acid phản ứng tạo thành 4 butanolic, 5 hydroxy betanoic để tạo thành 5 bentanolic. Phản ứng tạo dẫn xuất acid chloro, acid carboxylic phản ứng với SOCl2 để tạo sản phẩm cuối cùng là acid chloro. Phản ứng tạo anhydride, acid carboxylic tạo anhydride dưới tác dụng của nhiệt độ hoặc là sử dụng P2O5. Phản ứng tạo anhydride, acid chloro phản ứng với acid carboxylic tạo anhydride. Phản ứng khử hóa, mặc dù sự tấn công của tác nhân nucleophile vào carbon của nhóm CO là khó khăn, các tác nhân nucleophile rất mạnh như là ion hydruo H trừ có thể liên kết với carbon. Chúng ta gọi phản ứng khử và axit bằng LeIALH4. Phản ứng decarboxyl hóa, ở nhiệt độ cao, các axit carboxylic có thể bị decarboxyl hóa theo sơ đồ. Các axit đơn giản chỉ bị decarboxyl hóa ở nhiệt độ rất cao, ví dụ 700 độ C đối với axit acetic, nhưng những axit có chứa nhóm carbonyl ở vị trí beta, ví dụ như beta cetoacid hoặc là axit malonic bị decarboxyl hóa dễ dàng hơn nhiều. Các muối carboxylic cũng dễ bị decarboxyl hóa. Chúng ta có phản ứng decarboxyl hóa của malonic acid ở 150 độ C để tạo thành axit acetic và CO2. Các beta keto acid dưới tác dụng của nhiệt độ cũng bị decarboxyl hóa để tạo ra keton. Phản ứng thế H alpha, axit carboxylic có thể phản ứng với brom dưới tác dụng của xúc tác của phosphor hoặc là PCl5 để tạo thành cái phản ứng thế ở vị trí H alpha alpha bromo carboxylic acid. Ví dụ butanoic phản ứng với brom dưới xúc tác của phosphor để tạo hai bromo butanoic acid. Và sau đó chúng ta có thể tạo sản phẩm 2 hydroxy butanoic acid 3-methyl butanoic phản ứng với brom để tạo thành 2 bromo 3-methyl butanoic acid. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu đi dẫn xuất của axit carboxylic. Của axit carboxylic, axit halogenua, anhydride, ester, amid. Đặc điểm của các dẫn xuất có dạng RCOZ. Phản ứng đặc trưng nhất của chúng là sự thế Z
bằng một tác nhân nucleophile theo cơ chế hai giai đoạn cộng hợp và tách loại. Hoạt tính của chúng đối với các tác nhân nucleophile yếu hơn anhydride acetone, và chúng giảm theo thứ tự acyl chloride lớn hơn anhydride, lớn hơn ester và lớn hơn amide. Và chúng ta có thể xem về cơ chế của phản ứng. Đầu tiên, tác nhân nucleophile tấn công vào nguyên tử carbon để tạo ra chất trung gian dạng tứ diện. Rồi sau đó nhóm Y ra đi để tạo sản phẩm. Như vậy chúng ta có hai quá trình cộng hợp tách loại. Về khả năng của phản ứng thì chúng ta có chloro acid lớn hơn anhydride, lớn hơn ester và lớn hơn amide. Đối với nhóm R, nếu như cả cầu kênh thì phản ứng càng kém. So sánh khả năng phản ứng acid hóa của các dẫn xuất, khả năng của các phản ứng phụ thuộc vào tính chất của nhóm Z gắn vào nhóm CO. Nếu nhóm Z hút E, ví dụ như nhóm halogen, làm tăng khả năng phản ứng. Nhóm đẩy E làm giảm khả năng phản ứng. Chất cấu tạo và dẫn xuất của acyl chloro, nhóm halogen gây ra hiệu ứng cộng C đẩy electron, đồng thời gây ra hiệu ứng trừ Y hút electron. Hiệu ứng trừ Y lớn hơn so với hiệu ứng cộng C nên nhóm CL hút E. Mật độ điện tích dương tại nguyên tử carbon của nhóm CO cao nên khả năng phản ứng sẽ ra dễ dàng. Chất cấu tạo của dẫn xuất anhydride nguyên tử oxy gây ra hiệu ứng cộng C đẩy electron, đồng thời gây ra hiệu ứng trừ Y hút electron. Hiệu ứng cộng C lớn hơn so với hiệu ứng trừ Y nên nhóm OCOR đẩy electron. Mật độ điện tích dương tại nguyên tử carbon của nhóm CO giảm đi nên phản ứng xảy ra chậm hơn. Trong nguyên tử oxy đẩy electron về hai phía của nhóm CO nên khả năng đẩy electron kém hơn so với nhóm OR và làm cho khả năng của phản ứng lớn hơn so với trường hợp của ester. Xét cấu tạo của dẫn xuất của ester, nguyên tử oxy gây ra hiệu ứng cộng C đẩy electron, đồng thời gây ra hiệu ứng trừ Y hút electron. Hiệu ứng cộng C lớn hơn so với hiệu ứng trừ Y nên nhóm OR đẩy E. Khả năng đẩy E lớn hơn trường hợp anhydride do nhóm R đẩy electron. Mật độ điện tích dương tại nguyên tử carbon nhóm CO giảm so với dẫn xuất anhydride nên phản ứng sẽ ra chậm hơn. Đối với dẫn xuất amide, nguyên tử nitơ gây ra hiệu ứng cộng C đẩy electron, đồng thời gây ra hiệu ứng trừ Y hút electron. Hiệu ứng cộng C lớn hơn so với hiệu ứng trừ Y nên nhóm N đẩy E. Khả năng đẩy E lớn hơn trong trường hợp của ester do nitơ có độ âm điện thấp hơn so với oxy. Mật độ điện tích dương tại nguyên tử carbon của nhóm CO giảm hơn so với dẫn xuất ester nên phản ứng xảy ra kém hơn. Phản ứng của các dẫn xuất. Phản ứng thủy phân để tạo ra axit. Phản ứng với rượu. Phản ứng với amoniac để tạo ra amid. Phản ứng khử để tạo ra aldehyde và tiếp tục bị khử để tạo ra rượu. Phản ứng với hợp chất carbanye để tạo ra ceton. Acyl halogenua, tên gọi thay thế OH của X của axit bằng đuôi in cộng với halogenua. Ví dụ axit acetic thì chúng ta gọi là acetin chloro. Acyl chloro được điều chế từ
từ axit carboxylic phản ứng với AOCl2. Axit bromua được điều chế từ carboxylic phản ứng với PBr3. Tính chất hóa học của axit halogenua phản ứng thế. Nhóm halogen được thay thế bởi nhóm OH, OR, NH2. Khử hóa tạo ancol vực 1. Phản ứng với hợp chất Grignard tạo ancol bậc 3. Phản ứng của axit chloro, phản ứng thủy phân tạo ra axit carboxylic, phản ứng với rượu tạo ester, phản ứng với ammonia để tạo amid, phản ứng khử tạo aldehyde và tiếp tục khử để tạo ra alcohol bậc 1, phản ứng với cơ Mê-nhê để tạo ra ceto và tiếp tục phản ứng để tạo ra alcohol bậc 3. Chúng ta có phản ứng tạo anhydride, axit chloro phản ứng với axit carboxylic để tạo ra anhydride, phản ứng tạo ester, axit chloro phản ứng với cả alcohol để tạo ra ester, phản ứng tạo amid, axit chloro phản ứng với ammonia hoặc là amin để tạo ra amid. Phản ứng thủy phân, axit chloro thủy phân trong nước để tạo ra axit carboxylic. Anhydride về tên gọi, chúng ta gọi anhydride cộng với tên của axit, ví dụ như là anhydride acetic. Về điều chế, anhydride có thể được điều chế từ axit chloro. Phản ứng của anhydride, phản ứng thủy phân để tạo ra axit, phản ứng với rượu tạo ester, phản ứng với ammonia để tạo ra amid, phản ứng khử hóa tạo aldehyde, tiếp tục khử để tạo ra rượu bậc 1. Phản ứng với alcohol, phản ứng thủy phân, anhydride thủy phân để tạo ra axit carboxylic, ví dụ phthalic anhydride thủy phân tạo ra axit phthalic. Phản ứng axit hóa là phản ứng và thay thế hydro linh động của nhóm OH hoặc là NH2 bằng nhóm axit. Ester, về tên gọi của ester, gốc hydroxybon cộng với thay với OH hoặc X của axit bằng OH hoặc AT, ví dụ methyl butanoate, isobentene acetate. Điều chế ester, ester có thể điều chế bằng 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất, axit carboxylic phản ứng với NaOH và sau đấy phản ứng với dẫn xuất halogen. Phương pháp được giới hạn đối với dẫn xuất halogen bậc 1. Phản ứng Fischer tức là phản ứng giữa axit carboxylic cùng với rượu với xúc tác là axit. Phản ứng thứ ba là chuyển hóa từ axit carboxylic thành dẫn xuất chloroacid, sau đây phản ứng với rượu. Đây là phương pháp phổ biến để điều chế. Tính chất hóa học của ester. Ester phản ứng thủy phân để tạo ra axit carboxylic, phản ứng với NH3 để tạo ra amid, phản ứng khử để tạo ra aldehyde
tiếp tục khử để tạo ra rượu bậc 1, và nước mắm Cabernet để rượu 3. Chúng ta có phản ứng với hợp chất Cabernet ester, phản ứng với hợp chất Cabernet để tạo ra rượu. Phản ứng khử ester được khử bởi LiAlH4 để tạo ra rượu bậc 1. Phản ứng tạo amid ester phản ứng với amin để tạo ra amid. Phản ứng thủy phân của ester, ester có thể được thủy phân với xúc tác kiềm hoặc là xúc tác axit. Với xúc tác kiềm, phản ứng thủy phân sẽ ra hoàn toàn. Đối với xúc tác và là axit thì phản ứng thuận nghịch. Chúng ta tìm hiểu về cơ chế của phản ứng thủy phân với xúc tác là bazơ. Phản ứng thủy phân với xúc tác bazơ là một phản ứng sẽ ra hoàn toàn. Bước 1 là phản ứng cộng nucleophile khi tác nhân OH trừ tấn công vào nhóm CO. Bước 2, proton hóa với nước tạo sản phẩm trung gian dẫn tới diện đều. Bước 3, cắt đứt liên kết giữa nguyên tử carbon và oxy. Bước 4, chuyển hóa proton tạo ra alcohol và muối của axit. Giai đoạn này xảy ra một chiều, do đó phản ứng thủy phân và xảy ra hoàn toàn. Phản ứng thủy phân với xúc tác là axit là một phản ứng thuận nghịch. Thủy phân với xúc tác là axit. Bước 1, proton hóa nguyên tử oxy của nhóm CO còn tăng mật độ điện tích dương của nguyên tử carbon của nhóm CO. Bước 2, tác nhân nucleophile là nước tấn công vào nguyên tử carbon. Bước 3, đề proton hóa của nhóm oxonium tạo ra hợp chất trung gian có cấu hình tứ diện đều và H3O cộng. Bước 4, proton hóa hợp chất trung gian tại nguyên tử oxy của nhóm alkoxy. Bước 5, cắt đứt liên kết giữa nguyên tử carbon và oxy tạo ra alcohol và axit được proton hóa. Bước 6, để proton hóa bởi nước tạo ra axit. Amid, tên gọi thay thế ối của axit hoặc ít bằng amid, ví dụ acetamid. Về phương pháp điều chế của amid, amid được điều chế từ axit chlorua bằng các phản ứng với ammonia hoặc amin.
Phản ứng thủy phân của amin cũng có hai loại xúc tác. Chúng ta có xúc tác cả axit và phản ứng thủy phân hoàn toàn. Bước 1, proton hóa nguyên tử oxy của nhóm CO. Bước 2, tác nhân nucleophile nước tấn công vào nguyên tử carbon của nhóm CO. Bước 3, để proton hóa tạo chất trung gian lần tứ diện đều. Bước 4, proton hóa nguyên tử nitơ. Bước 5, cắt đứt liên kết giữa nguyên tử carbon và nguyên tử nitơ. Bước 6, chuyển hóa proton tạo sản phẩm. Phản ứng thủy phân của amid với xúc tác là bazơ cũng là một phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bước 1, tác nhân nucleophile OH trừ tấn công vào nguyên tử carbon của nhóm CO. Bước 2, proton hóa anion tạo chất trung gian tứ diện đều. Bước 3, proton hóa nguyên tử nitơ và chất trung gian tứ diện đều. Bước 4, cắt đứt liên kết giữa nguyên tử carbon và nitơ. Bước 5, chuyển từ dạng axit sang muối carboxylat. Đến đây, tính chất của axit và dẫn xuất của axit là hết.